Chào mọi người. Như các bạn đã biết thì ở thời điểm hiện tại Lu đã ký hợp đồng stream trực tiếp ở trên Buja. Nếu như các bạn muốn ủng hộ Lu hay là muốn xem các nội dung như là talk show, trả lời câu hỏi, phân tích, dự đoán, chơi game hay đặc biệt là cast những trận răng EU khi mà các đội đến với chung kết thế giới 2021 thì các bạn hãy đến với đường link Buja Lu để bên dưới phần miêu tả nha. Tất cả những nội dung này sẽ chỉ phát trực tiếp ở trên Buja mà thôi. Rất hy vọng là gặp được các bạn ở bên đó. Còn bây giờ thì xin tạm biệt. Thì cái fan, nếu như bạn là bốn thành viên của Red Canis ngoại trừ Titan á, mà bạn bị dính cái không thể lây chuyển á, thì coi như đó cũng là một thời gian CC. Đây đường giữa hai người đánh không được, chúng ta thử ba người, thậm chí là bốn người. Tali vẫn đang cân được và cân khỏe luôn. Ta bị dứt điểm hay chưa? Ta cuối cùng cũng đã bị dứt điểm, nhưng đồng đội của ta có gỡ cài được gì hay không? Ba bíp đang lao tới, chắc gì cũng có mặt ở đây và người phải trả giá đó là Aegis. Titan cũng có mặt và bắt đầu bắn. Đây là một tình huống mà Red Canis có thể lấy lại thế trận. Họ có thể có được 2-3 điểm hạ gục. Vitality đang cố gắng vậy nhưng không còn đường chạy nữa, anh ta đã nằm xuống, đó là 3 điểm hạ gục cho Red Canis. Sau khi cắm được con mắt vào bãi chim biến dị thì bên phía Red Canis sẽ đây đột biến này chúng ta nói ít có con Lilia nào đi găng sớm, thì đây là con Lilia găng sớm của ba bíp. Anh ta tung hạt lăng lóc đã trúng làm chậm thành công. Gigo không còn chim mồi nữa, phải kêu đồng đội lên hỗ trợ. Nhưng anh ta tốc biến đi được không? Anh ta tốc biến đi vẫn còn đủ máu. Avenger lao tới chiến công đầu cho Avenger. Sau đó Aegis có mặt, sóng âm cũng quên cước bay vào băng luôn cả trụ và tốc biến ra ngoài. Trụ bắn anh ta không chết, 2-0 cho Red Canis. Nhưng sau đó thì pha dịch chuyển này, Aegis sẽ chạy ra đây quyết định tự sát. Anh ta đang có ý định cạnh tranh con cua này. Anh ta đang muốn Tali di chuyển ra, nhưng mà ba bíp đang cấp 5. Nếu nhăn được cua xong không biết có lên cấp 6 hay không. Anh ta đang chạy rất nhanh với thú săn mồi và chạy tới gần cua, không giữ được cua nhưng Aegis đang gặp nguy hiểm. Đá sóng âm bay ngược về phía sau, có sự hỗ trợ của Gigo và đó là điểm hạ gục dành cho Gigo. Nhưng vấn đề là sau đó họ làm được những gì? Tali đang tới, Tali đã có tuyệt mệnh nhưng đối phương đã lui về và Red Canis lại một lần nữa có được điểm hạ gục. Nếu đúng là có ván 5 và đánh hết ván 5 chắc cũng phải sớm, cũng phải 4 giờ. Đánh nhau ở đường dưới, trọng trường được dùng, tốc biến thì định kiếm cũng được dùng. Và Alaric bây giờ chắc là ít cách để chạy lắm. Aegis đã tiếp cận, nổ lông cước sẵn sàng đá ngược về cho xạ thủ mình ăn. Nhưng tự bản thân lại ăn luôn. Tôi cũng không hiểu là tại sao dứt điểm của anh này. Hạt lăn lóc được thả, nó không trúng ai cả. Ba bíp vẫn đang tiến tới, anh ta bị dính trọng trường, anh ta bị dồn sát thương. Ba bíp chuẩn bị đi và anh ta đi thật, vẫn là điểm hạ gục dành cho Aegis. Titan đang lao tới, Tali buộc không biết bỏ chạy. Nhưng Avenger lao theo, sóng âm đã trúng thì có chạy lên phường. Điểm hạ gục thứ 7 đang chờ đợi và Red Canis đã có được nó. Sau đó là cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới. Lên đời game 5 rồi. Bây giờ chỉ cần đứng đợi cho bù lợi Baron làm việc thì bên phía của Red Canis cũng thắng nữa. Nhưng mà chắc là họ đang muốn vào thêm KDA để gây thêm nhiều áp lực lên tâm lý đối thủ. Trọng trường đang được Titan cầm, anh ta có tốc biến mà chưa có ánh trăng dẫn lối. Violet đứng lên khá cao, Chachi là người đang bị giữ chân lại, anh ta bị đá về, anh ta bị hất tung và anh ta nằm xuống tuyệt mệnh được tung ra. Nhưng nó không có nhiều tác dụng lắm. Có một điểm hạ gục cho Violet nhưng đó là nỗ lực cuối cùng của chàng xạ thủ bên phía của Miz. Và chiến thắng dành cho Red Canis. Chúng ta sẽ đến với game 5. Bản thân ta xử lý cũng rất là hay để có thể sống sót sau chích được tập cản và chinh phục ở trong trụ. Và kèo đường trên này thì Chachi đang đánh khá tốt nhưng ta lại bị cam. Lần này không tốc biến nhưng có đợt lĩnh, quyết định đứng lại chơi luôn và ta có được điểm hạ gục. Lee Sin đã sóng âm vào lĩnh. Một con cá sấu và 8 con lính, thì 8 con lính nó mạnh hơn một con cá sấu. Đường giữa Avenger chạy bỉnh dính E2 và đó là ba biến với điểm hạ gục. Biến xin lỗi, trước đó anh ta đã mất đi cho mình đó thanh tẩy rồi. Và mất luôn cho mình đó tổng biến trong pha thi đấu này. Dịch chuyển quay ngược trở lại đến từ sai lách của Tali. Cần phải có làm choáng thành công. Titan vẫn đang chạy và đó là cú đập quy ăn mạng, đập E2 vào lính. Avenger đang cố gắng lao tới. Violet chạy, một chấm máu còn lại thiêu đốt đã được kích hoạt và điểm hạ gục cho Avenger. Nhưng sau đó thì anh ta có chạy được hay không? Đây, đánh ngất ngư được kích và Tali có được điểm hạ gục 5-1 cho Miz. Và chiến thắng liệu có quá sớm không? Khi mà chúng ta đang thấy Miz đã hơn đối phương 2000 rồi, 2004 rồi. Kia là người ta là Akali với lại Camille lên nổi tử thủ là đúng rồi. Gigo đang nấp trong bụi. Gigo đang tiến lên, Gigo dùng luôn tối ẩu thư. Yoto đang tới, Thái Dương hạ sang được dùng nhưng mà Gigo hơi đơn độc, thần cá sấu được bật và thần cá sấu bị đá ra bảo đạn bắn vào khoảng không. Nhưng sau đó Silas tới bắt là một người đem về điểm hạ gục. Red Canis đang phải chạy, tình huống lao lên đến từ bên phía của Miz. Alaric vừa rồi có tốc biến cũng không hiểu là làm gì nữa bởi vì ta quyền không trụ. Ui, nhưng mà giúp rất nhiều sát thương nha. Sứ giả cũng đang cầm luôn. Tali lao tới và Chachi đã vào vị trí để có thể băng trụ. Sứ giả được thả, băng trụ là dễ luôn. Con cá sấu này không cần có chiêu cuối, nó vẫn đủ sức giữ chân đối phương lại cho đồng đội của mình bơi vào. Sát thương đã có đủ, Avenger nằm xuống. Aegis đi theo, sự chống cự quá yếu ớt đến từ Red Canis và họ nằm xuống 1, 2, 3, 4, đủ 5 người. Và chỉ có được một điểm hạ gục mà thôi.
có vẻ bây giờ không còn là sớm nữa. Xin được chúc mừng Viz Gaming, đại diện của Châu Đại Dương, sẽ có mặt ở vòng BO5 và đối thủ của họ là Cloud9. Họ có thể dùng con sứ giả này để end luôn. Chênh lệch nhiều quá. Chênh lệch này sao mà đánh được. Ui Aegis, ui Aegis, ui. Bay ra tính đá AD, 3D bấm đồng hồ. Đứng giữa đội hình đối phương kiểu như bị lắc và sau đó là nằm xuống. Vigo chạy ra tiếng sau, dính kiệt sức cũng đang phải chạy. Còn tuyến này thì tôi chỉ thấy Tali đang múa mà thôi, với những sát chiêu hoàn hảo mượn đỡ từ Avenger, người đang đếm số. Và bên kia thì siêu thanh tạm thời vẫn chưa mất ai cả, và họ sẽ không mất ai cả cho ma giao tranh cuối cùng này. Sau 24 phút thi đấu, sau 5 ván đấu rất căng thẳng, thì đại diện của Châu Đại Dương Fizz đã tiến vào vòng sau để gặp Cloud9 để tìm kiếm cơ hội có mặt ở vòng bảng của Chung kết Thế giới 2021. Đường giữa là một kèo đứng giữa hai pháp sư kiểm soát, và đường giữa ngay cấp độ 1 đã có những tình huống va chạm. Đó là một tình huống mà rõ ràng Cloud9 đã lỗ hơn. Sven đã mất tốc biến, anh ta vẫn đang dẫn lên rất cao và rất nguy hiểm. Anh ta sẽ nằm xuống, chiến công đầu dành cho Miz. Tôi không hiểu tại sao Ven lại bước lên cao sau khi mất tốc biến trước đó. Lấy cái gì để đánh? Và đội hình này của Cloud9, hãy xem Sven lại bị xuất hiện hoành tráng như lần này. Vulcan đã đủ sức để hỗ trợ. Thủy ngục thành công, sát thương trả lại khá nhiều. Sven bắn cầu phát nữa mới đủ, nhưng không cần Vulcan là người dứt điểm. Đó là sát thương của Thiêu Đốt đã giúp cho Cloud9 giành lại được khu vực đường dưới. Tuy nhiên Cloud9 sẽ hơi chậm cho tình huống tranh chấp sứ giả này. Laber là người gần nhất nhưng Alaric đang đứng chặn. Laber vẫn có ý định can thiệp. Bớt ở cánh trên, dịch chuyển chặn đường, góc này khá đẹp nhưng Fate vẫn chưa hồi lại chiêu cuối nha. Tôi thấy là còn mấy giây nữa, anh ta đáp xuống, quyết định đánh chay. Babip sử dụng chiêu cuối và chạy. 1000 máu còn lại né sóng âm, Babip đang chạy rất tốt, đồng đội đang đứng che. Và đó là Alaric mở hung, bảo đảm tung ra không có nhiều tác dụng lắm. Và hai bên giao tranh đúng như LCK, không ai chết cả. Còn ở đường dưới, lần này thì Fate đã có lốc xoáy. Tali có tốc biến, anh ta đang bị CC, anh ta đã bị dính sóng âm, vốn cước bay vào. Ven cố gắng ở đây nhưng mà sát thương của ta không nhiều lắm. Cuối cùng thì họ cũng dứt điểm được đối phương, nhưng cái giá phải trả có lẽ là chưa mất mạng. Na khổng lồ, Fate bị kẹt lại, 1-1. Ven tốc biến đi, 1 chấm máu còn lại. Valdez đang tiến tới, tốc biến lên dứt điểm. Chiêu cuối này của Vulcan có vẻ như là hơi chậm, nhưng thủy ngục thì lại cực kỳ chính xác. Sau đó là điểm tắc hiện dành cho Fate, là 2 điểm hạ gục cho bên phía Cloud9. Họ mất cũng đúng 2 người. Lính ở khu vực đứng dưới đã được các thành viên bên phía của Fizz đẩy lên tương đối cao, và Fizz là người mở đầu cho tất cả. Babip chạy, sóng âm bay vào, Laber đã tiếp cận, làm chậm, giữ chân Babip lại. Babip hiện tại đang khá là yếu và ta sẽ phải nằm xuống. 1 chấm máu còn lại, Sven bắn thanh trừng đẹp, Valdez được đồng đội che, tạm thời lui về được, Tali chưởng được vài phát. Sven tương đối thấp máu, nhưng đây là lợi thế về người và đặt Cloud9. Họ đầu tư 3 cú chiều cuối. Chachi đang cố gắng biến Na khổng lồ, anh ta bị đá về, chưa kịp biến Na khổng lồ thì đã nằm xuống, bảo đảm hoàn toàn không đẹp. Và sóng âm lần này Flamer đang đá quỳ trúng liên tục, đu nhẹ về, bị giữ chân, chấm máu còn lại đu vào người đồng đội với hộ thể. Anh ta không chết và Cloud9 đã giành được con rồng thứ hai liên tục. Bớt. Bây giờ bên thì Bớt đang... Ui, lại còn đánh nhau, dịch chuyển. Fate vào vị trí, góc này rất đẹp, Flamer đang câu giờ. Fate từ tiếng sau băng tới, hất tung rất nhiều người. Tali đã nằm xuống, Ben có được điểm hạ gục. Aris còn 1 chấm máu bỏ chạy, anh ta nhiều khả năng cũng chạy không được. Và Fizz tan vỡ hoàn toàn, đây mới đúng là hạt giống số 3 mà LCS đang mong đợi. Fate đang tìm cách để dứt điểm luôn Babip. Anh ta băng trụ cực kỳ mạnh mẽ, với tài kiểu của đội không trúng. Nhưng Fate đủ sát thương hay không? Anh ta có đồng hồ, anh ta vẫn sẽ sống. Và Fate là người... Wow. Đó là một pha giao tranh 10 điểm cho Cloud9. Vấn đề là bây giờ họ không có rừng thì liệu có đủ tự tin ăn Baron luôn? Thì Cloud9 sẽ trả lời chúng ta ngay bây giờ. Và họ rõ ràng là đội giao tranh thắng trên cơ hoàn toàn sau 2 pha tranh gần đây. Na khổng lồ bị bắt nhưng dính CC liên tục, Chachi chỉ kịp hất tung 1 lần và anh ta nằm xuống. Đây là một cơ hội tiếp theo để cho phía Cloud9 lại áp lực vào khu vực hàng Baron. Một tình huống bị bắt lẻ tương đối tai hại, tôi nghĩ là như vậy. VSG đang trong bối cảnh là anh ta không có dịch chuyển, và nếu như xuống mà đếm số thì anh ta cũng sẽ ra không kịp. Và quyết định của Cloud9 sẽ là hướng đến dòng gió thứ 3 hay sẽ là Baron đây. Vẫn còn đó bùng nổ sức mạnh đến từ Perk, nếu như quét tan kiểu chúng tôi nghĩ là bùng nổ sức mạnh có thể đủ đạt. Sven lao lên để rồi mất tốc biến khiến Vulcan đi luôn. Và Sven đi trước, Vulcan đi sau, tôi không hiểu là Sven làm gì trong qua đó nữa. Lướt lên xong tốc biến về, trong một tình huống mà rõ ràng không có cơ sở nên ta lao lên tiếp. Chỉ khi nào mà Violet có được tốc biến thì khi đó bên phía của biết úp Violet đi. Ui AD hệ chiến kìa, Violet vẫn sống, đồng đội của ta đã tới kịp. Đây là một tình huống AD câu chiêu, tôi chắc chắn đó là câu chiêu. Không thể nào mà có một pha đi kinh dị đến như vậy được mà vẫn còn sống một cách vô cùng chủ động. Và biết phía bên này đang bị Sven bắn, và đó là sát thương cuối cùng đến từ xạ thủ của Cloud9, đem về điểm hạ gục cho đại diện của Bắc Mỹ.
Bây giờ thì Valet sẽ đứng một vị trí tương đối an toàn. Babip đang bị chia cắt với đồng đội của mình. Flamer quyết định mở đá Babip về. Babip rất đơn độc. Bán Nguyệt Hương cố gắng câu giờ, Alaric đang cố gắng chạy tới bảo đảm tung ra, nó không có nhiều tác dụng lắm ngoài việc cover cho Babip chạy và người kẹt lại phía trong là Alaric. Vết đã có mặt ở đây và anh ta rất chiến hấp tung nhiều người bên phía của Beast và một mình anh ta lùa nguyên tuyến sau của Beast. Tali đang bị dính kiệt sức và Sven tốc miễn lên có được điểm hạ gục. Violet là người cuối cùng còn sống sót bên phía của Beast và một mình anh ta sẽ chẳng làm được gì cả. Đó là lỗi vị trí của Babip và anh ta đã bị trừng phạt. Babip tạm thời thoát đi được. Còn ở đường trên thì Tali quyết định bay vào BK với lại Fed. Fed đang né liên tục. Có nhất không được dùng cho chắc cú luôn hay không? Có nhất không được dùng, chắc chi có mặt ở đây. Vi tiêu đã hụt, đang băng trụ, trụ bắn khá gắt. Vô ảnh bộ thành công, Fed câu được khá nhiều thời gian. Fed có điểm hạ gục, sau kill cho Fed. Rất mạnh, Cloud9 bây giờ đồ của họ vượt thời gian cho anh Hoàng Baron rất là nhanh khi con sâu tím này nó mới vừa đáp xuống đấu trường công lý. Còn chắc chi giữ được một người lại nhưng mà Flamer có chiêu cuối nha, ta quyết định chấp hết. Chấp hết được thật, để nhìn cái cách của Flamer bừa kìa. 1, 2, 3, 4 người cứ thế, ta bừa từng người một. Double kill cho Fed chứ không phải Flamer. À, Flamer cũng có double kill rồi, 4 mạng nhẹ quá. Như vậy là chúng ta đã kết thúc game đấu thứ hai. Và tôi nghĩ rằng trừ khi nào cuối hay là chiêu cuối rất đẹp. Nhưng mà ai hứng đây, ai làm gì đây, phía bên ngoài Violet không có bảo đạn. Họ có được một điểm hạ gục. Đó là tất cả gì họ làm được ở vào thời điểm này. Flamer lại dí Violet, đã mất đi thanh tẩy nhưng vẫn phải nằm xuống. Và chúng ta có 26 điểm hạ gục sau 22 phút thi đấu dành cho Cloud9. Họ đè bẹp Beast và dẫn trước 2-0.